người lãnh tụ có uy tín lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những năm tiếp theo, tập thể giáo viên của nhà trường cùng toàn thể các em học sinh đoàn kết thi đua dạy tốt, học tốt. Các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con em của mình, quyết tâm giành thành tích cao hơn nữa trong dạy và học. Thể hiện ý chí đó, thầy và trò cùng các đại biểu dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, chương trình lễ dâng hương và báo công với bác của trường tiểu học xã Nghĩa Lợi đến đây đã hoàn tất. Và sau đây thì thay mặt Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Xuân Trường, tôi xin được gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh trường tiểu học xã Nghĩa Lợi. Và tôi xin được giới thiệu một đôi nét về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Thưa quý vị, các thầy các cô cùng toàn thể các bậc phụ huynh và các em học sinh, năm 2007, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị quần thể khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Trong đó có hạng mục xây dựng nhà tưởng niệm. Ngôi nhà đã được khởi công xây dựng vào đầu năm 2008 và được hoàn thành vào đúng ngày sinh của bác là ngày 9 tháng 2 năm 2010, với diện tích trưng bày gần 200 m² cùng hàng trăm tư liệu, tài liệu, hiện vật, hình ảnh đã phần nào tái hiện được toàn bộ thân thế, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của bác. Nội dung trưng bày tại nhà tưởng niệm bao gồm 4 nội dung. Nội dung thứ nhất nói về quê hương, gia đình và thời niên thiếu của bác. Nội dung thứ hai nói về toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của bác. Nội dung thứ ba là Đảng, Nhà nước và nhân dân tôn vinh công lao của đồng chí Trường Chinh. Nội dung thứ tư là đồng chí Trường Chinh đối với quê hương Xuân Trường, Nam Định. Và sau đây thì xin mời đoàn chúng ta tham quan nội dung trưng bày thứ nhất nói về quê hương, gia đình và thời niên thiếu của bác. Xin mời đoàn chúng ta bắt đầu cuộc hành trình. Đây là do dài nhất, dài 6